Internet of Things IoT hay Internet của vạn vật là một khái niệm không còn mới, chỉ một hệ thống các thiết bị đồ dùng được kết nối với nhau qua mạng Internet. Hệ thống Q-Connect là một điển hình IoT của năm 2016, giúp smartphone trở thành cổng kết nối xe hơi với thế giới Internet, hỗ trợ tài xế lái xe an toàn. Khi kết nối thiết bị U-Connect Box với xe, chủ xe có thể theo dõi sức khỏe xe theo thời gian thực và tổng hợp để chủ xe có thể theo dõi cặn kẽ tình trạng của xe. Và trên chuyến hành trình dù dài hay ngắn, U-Connect sẽ giúp người dùng tìm kiếm các địa điểm cần thiết như trạm xăng, điểm tham quan, khách sạn hay trạm dừng chân dễ dàng, đồng thời cũng chia sẻ thông tin và thông báo tức thì tình trạng giao thông cho những lái xe khác trên cùng cung đường. Sản phẩm nhỏ gọn này đến từ VNPT Technology và là một trong rất nhiều ứng dụng thuộc xu hướng Internet of Things phát triển mạnh mẽ trong năm 2016 vừa qua và được dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2017. Làn sóng IoT đang dần lan mạnh tại nhiều quốc gia, với khoảng 15 tỷ thiết bị được kết nối trên toàn thế giới, bao gồm thiết bị gia dụng, công nghệ xe hơi, thiết bị cảm biến, thiết bị đeo, smartphone, và dự tính đến năm 2020, có khoảng 50 tỷ thiết bị được kết nối Internet. Tại Việt Nam, VNPT Technology, thành viên của tập đoàn VNPT đã ra mắt nền tảng IoT với tên gọi Smart Connected Platform, còn gọi là SCP. Đây là một nền tảng mở và duy nhất kết nối vạn vật cung cấp dịch vụ end-to-end. Nhờ đó, các nhà phát triển ứng dụng có thể chủ động phát triển ứng dụng trong mọi lĩnh vực, chạy trên các thiết bị đã chứng thực. Một thiết bị mới sau khi đã được chứng thực bởi SCP cũng sẽ tương thích với tất cả các ứng dụng mà cộng đồng phát triển. Còn BKAV đã phát triển điều hòa, đèn, hệ thống an ninh, giải trí, nhà thông minh. Theo ghi nhận, một số công ty, nhóm nghiên cứu trong nước đã và đang tìm hiểu và phát triển ứng dụng IoT trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin và truyền thông của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, qua phóng sự mở đầu chương trình vừa rồi thì chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng đã đoán được chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay là về một xu hướng công nghệ nở rộ trong năm 2016 vừa qua, Internet of Things, hay còn gọi là IoT, Internet vạn vật. Thưa quý vị, với IoT, tất cả mọi thứ đều được kết nối với nhau qua mạng Internet và người dùng có thể kiểm soát cũng như là điều khiển mọi đồ vật của mình qua một thiết bị thông minh như là điện thoại hay là máy tính bảng. Năm 2016 đã chứng kiến làn sóng Internet of Things phát triển nhanh ở Việt Nam. Và để hiểu rõ hơn về sự phát triển của Internet vạn vật tại nước ta trong năm vừa qua, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Nguyễn Anh Hoàng, là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển IoT, ITC trực thuộc công ty VNPT Technology. Xin chào anh Hoàng ạ. Rất cảm ơn anh vì đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Xin chào MC Thùy Hương và khán giả truyền hình. Vâng, thưa anh thì chúng ta cũng đã vừa theo dõi một cái phóng sự rất là thú vị về IoT vừa rồi. Vậy thì anh có thể chia sẻ là Internet of Things nó có tiện ích như thế nào cho cuộc sống con người cũng như là nó sẽ được ứng dụng ra sao trong các lĩnh vực của cuộc sống ạ? Internet of Things thì là xu hướng toàn cầu và sắp tới thì theo các dự báo thì sẽ có hàng tỷ các cái thiết bị được kết nối lên Internet và con người sẽ được hưởng lợi trực tiếp vì từ các cái công nghệ kết nối càng ngày càng mạnh mẽ mang đến thông qua các ứng dụng của Internet of Things và các thiết bị về Internet of Things. Và Internet of Things thì việc ứng dụng không hạn chế trong các cái ngành dọc, có thể liên quan đến giao thông, y tế, giáo dục và cũng có thể là trong công nghiệp, trong nông nghiệp. Trong năm vừa rồi 2016 thì cái cụm từ Internet of Things hay còn gọi là IoT khá là phổ biến trên mạng xã hội cũng như là trên truyền thông đại chúng. Vậy thì anh có thể chia sẻ là IoT hiện nay thì nó đã phổ biến ở nước ta như thế nào và so với các nước khác thì ra sao ạ? Việt Nam thì có rất nhiều những cái thuận lợi và cái ưu thế để có thể phát triển được cái công nghệ Internet of Things một cách toàn diện. Thì Việt Nam đã có hạ tầng rất là phát triển rất mạnh trong những năm gần đây và cũng không thua kém các nước trên thế giới. Cộng đồng về phát triển ứng dụng Internet of Things ở Việt Nam hiện nay đang rất là mạnh mẽ. Đấy là một điều kiện rất là tốt. Thứ ba nữa là độ tuổi để trải nghiệm các công nghệ về Internet of Things ở tại Việt Nam thì là rất là lớn. Vì vậy là mọi người cũng luôn luôn sẵn sàng để có thể thử nghiệm, để có thể trải nghiệm những ứng dụng mới mà mang lại cái lợi ích thiết thực. Với thứ tư là trong quá trình phát triển về nền tảng về Internet vạn vật thì VNPT Technology cũng đã nghiên cứu và cũng đã thấy rằng là việc mà Việt Nam bắt đầu để phát triển nền tảng chung cho cái Internet vạn vật là
rất là phù hợp. Và chúng ta cũng có thể tự tin là chúng ta cũng phát triển những nền tảng không thua kém gì các nước cũng phát triển trên thế giới. Việc sử dụng một cái sản phẩm IoT thì nó có khó hay không ạ? Mục tiêu chính của Internet of Things là mang đến những ứng dụng thiết thực để phục vụ cho đời sống con người. Và trong đó thì hiện nay cái cá nhân hóa đang được đánh giá là một trong những cái xu hướng chủ đạo của Internet of Things. Thì có thể là rất nhiều những ứng dụng Internet of Things hiện nay đang diễn ra quanh ta mà chúng ta không hề biết. Chúng ta có thể đeo một cái thiết bị đeo, chúng ta biết được các thông số sức khỏe, thông số về nhịp tim, rồi bước chạy. Hay là chúng ta cũng có những cái thiết bị để có thể giám sát được từ xa nhà máy, rồi dây chuyền sản xuất. Hay là chúng ta tra cứu được các thông tin giao thông hay là xử lý sự cố. Thì tất cả những ứng dụng đó đều là những ứng dụng Internet of Things. Thông qua cái việc kết nối và trang bị những cái thiết bị, kết nối những cái đồ vật tài sản lên Internet để mang lại cái ứng dụng thiết thực đó. Vì vậy là mục tiêu chính và cốt lõi của Internet of Things đó là tạo ra những cái ứng dụng mà thật sự dễ dàng cho những người dùng cuối. Thưa quý vị, Internet đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống. Tương tự như thế thì xu hướng Internet of Things cũng sẽ là trợ thủ đắc lực cho cuộc sống hiện đại ngày nay, khi mà một người nông dân cũng có thể điều chỉnh lịch chăm tưới cây trồng hay là vườn tược qua Internet. Một người mẹ có thể trao đổi chuyện học hành với thầy cô và nhà trường cũng nhờ Internet. Trong phóng sự sau thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về những mô hình IoT đã được triển khai ở Việt Nam. Đây là hệ thống nông nghiệp thông minh được thực hiện trên nền tảng IoT của nhóm Startup Việt, Hachi. Bằng việc sử dụng những máy tính siêu nhỏ kết hợp với các cảm biến như độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, pH, nồng độ dinh dưỡng, dữ liệu sẽ được cập nhật và theo dõi liên tục. Từ đó, người dùng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng môi trường và đưa ra những giải pháp hữu hiệu như thiết lập thời gian tưới, thời gian chiếu sáng. Còn đây lại là bộ giải trí FPT Play cũng sử dụng Internet of Things như một cách để phân tích thói quen xem truyền hình của người dùng, từ đó cung cấp cho họ các chương trình phù hợp nhất. Còn BKAV lại ứng dụng Internet of Things để phát triển nhà thông minh. BKAV kết nối các thiết bị trong ngôi nhà thành một hệ thống mạng để có thể điều khiển chúng theo các kịch bản thông minh như bật tắt hệ thống đèn chiếu sáng, điều hòa bình nóng lạnh, đóng mở rèm cửa, giám sát camera an ninh. Đấy là một sự kết nối toàn diện của tất không những truyền thống là giữa người với người, giữa người và máy, giữa người và công cụ, mà các thing kết nối với nhau. Đấy sẽ là một cái cơ hội rất lớn cho toàn bộ những cái nhà công nghệ cũng như các nhà doanh nghiệp, đặc biệt là cái thời cả đại khởi nghiệp và công nghiệp sáng tạo, sẽ là một cơ hội rất lớn cho các bạn trẻ trong tương lai. Với sự phổ biến của Internet hiện nay, Việt Nam đang có nhiều tiềm năng để phát triển Internet of Things. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức mà các nhà phát triển IoT tại Việt Nam phải giải quyết. Khi người ta thiết kế ra những cái sản phẩm thinh như vậy, thì cái việc tiếp theo đó chính là việc họ sản xuất số lượng hàng loạt, cũng như là cái việc họ đảm bảo chất lượng và thứ thì gặp rất nhiều vấn đề, vì họ sẽ rất khó kiếm được những nhà cung ứng trong nước để có thể làm cho họ trong cái chuỗi quy trình đấy. Thứ hai là khi mà nếu mà đặt một cái trụ sở nghiên cứu R&D hoàn toàn một thiết bị ở Việt Nam thì riêng cái việc nhập các cái thiết bị cũng tương đối mất nhiều thời gian. Thì cái thách thức của chúng ta ở đây ấy, thì nó sẽ là người thường thì người ta nói là đầu tư và tiền. Nhưng thực ra cái thách thức thật ở đây ấy, là cái bước cái cách đi. Mà cách đi này ấy, nó không còn là cách đi của riêng từng doanh nghiệp nữa, mà nó là cách đi của cả một cộng đồng Internet và cả một cộng đồng công nghiệp công nghệ thông tin. Thì chúng ta mới thắng. Vì hoạt động trên môi trường Internet nên các nhà phát triển IoT cũng cần đến các giải pháp bảo mật cao, tránh những rủi ro khi hệ thống IoT của người dùng bị tấn công. Thưa anh, là đã có khá là nhiều công ty có triển khai các mô hình IoT tại Việt Nam. Vậy tuy nhiên thì cái việc ứng dụng IoT phổ biến rộng rãi cho người dùng thì có khó hay không ạ? Để mà triển khai được ở mức độ diện rộng thì đối với Internet of Things thì đó là sự triển khai tổng thể, không chỉ có những ứng dụng mà có thiết bị, các công nghệ về truyền dẫn, các công nghệ về mạng lưới, các công nghệ về chipset. Tất cả những công nghệ đó có thể, nếu để triển khai tốt thì cần phải được phối hợp một cách đồng bộ từ các bên. Thì do vậy là việc triển khai ở tại Việt Nam thì đối với chúng tôi thì chưa thấy có cái khó khăn gì quá lớn. Vì hiện nay Việt Nam chúng ta cũng đang có những cái cơ sở về nền tảng, về công nghệ và ứng dụng và lực lượng về phát triển rất là tốt. Anh có thể chia sẻ một chút là những cái khó khăn khi mà triển khai ứng dụng IoT tại Việt Nam? Thì khó khăn để triển khai về IoT thì cũng nhiều. Tuy nhiên thì như tôi cũng đã có đề cập, thì cái việc triển khai IoT nếu muốn để có thể triển khai được một cách phổ biến
thì nó là sự triển khai đồng bộ. Do vậy, vì vậy có những cái công nghệ mà hiện nay thì để dành cho mạng lưới IoT, làm sao để các thiết bị có thể truyền số liệu được xa và ổn định, thế rồi các thiết bị có thể tiết kiệm năng lượng tối ưu nhất, rồi đi kèm với những cái ưu đãi về các cái vấn đề về ứng dụng, rồi về dữ liệu dành cho người dùng, rồi thói quen sử dụng của người dùng nữa, để làm sao có thể sử dụng những ứng dụng trên Internet một cách mọi lúc mọi nơi. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị, Internet of Things mang lại rất là nhiều tiện ích cho cuộc sống như là khách mời của chúng ta vừa chia sẻ rồi phải không ạ? Thế nhưng mà đã có nhiều người biết đến Internet of Things hay chưa? Đã thực sự ứng dụng nhiều trong đời sống của người Việt Nam hay chưa? Thì ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cũng như là anh Hoàng sẽ theo dõi đoạn clip ngắn ngay sau đây của chúng tôi. Tôi chưa từng nghe thấy khái niệm Internet of Things. Tôi thấy khái niệm Internet of Things rất là khó hiểu và chưa từng sử dụng bao giờ. Mình đã nghe thấy khái niệm Internet of Things trên Internet rất là nhiều rồi, nhưng mà thực sự trong cuộc sống thì cũng chưa áp dụng được nó. Internet of Things ở nước ngoài thì nó rất là phổ biến. Rất nhiều nhà, rất nhiều gia đình đã sử dụng cái ứng dụng đó để phục vụ các tiện ích trong cuộc sống cũng như là trong sinh hoạt gia đình. Tôi thấy là rất là tiện lợi, nhưng mà bản thân tôi cũng có nhu cầu dùng Internet of Things ở tại Việt Nam. Thế nhưng mà nó cũng chưa nhiều các ứng dụng để tôi có thể sử dụng. Vâng, thưa anh Hoàng, anh có dự báo như thế nào về sự phát triển của IoT tại Việt Nam trong thời gian tới ạ? Việc sử dụng các ứng dụng IoT sẽ được càng ngày càng đưa vào trong nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Thì nó cũng sẽ là cái tiền đề để làm sao để có thể phổ biến được các cái công nghệ IoT trong cuộc sống. Về IoT tại Việt Nam thì sẽ không chỉ có tăng trưởng về số lượng mà sẽ tăng trưởng về chất lượng trong cái thời gian rất ngắn sắp tới. Vâng, hy vọng là trong tương lai thì chúng ta có thể thấy sự phát triển ồ ạt của Internet of Things tại Việt Nam ạ. Xin cảm ơn anh rất nhiều vì những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, tiện ích thì đã rõ, thế nhưng mà vẫn còn rất nhiều những rào cản để Internet of Things phát triển nhanh và sớm ứng dụng vào đời sống của nhiều người. Tuy nhiên thì trong năm 2017 tới đây, chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều bước phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và xin được kính chúc quý vị một năm mới an lành, an khang, thịnh vượng.